Trung Thực Auto, Vua Gầm Cao xin gửi lời chào tới quý anh chị đã tới với video giới thiệu báo giá những mẫu xe đã qua sử dụng gầm cao đang có mặt tại 495 đường Hoàng Quốc Việt. Và Trung Thực Auto thì có thời gian làm việc từ 8 giờ sáng cho đến là 22 giờ hàng ngày. Và đây là một trong những đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng gầm cao tại ngã ba giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Phạm Văn Đồng, cách bến xe Mỹ Đình khoảng 1 km di chuyển. Và ngày hôm nay, Trung Thực Auto tiếp tục giới thiệu và chào bán tới quý anh chị những mẫu xe gầm cao. Đầu tiên đó là một chiếc xe đến từ nhà Mitsubishi, một chiếc xe trong tầm giá khoảng 790 triệu. Đó chính là mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với chiếc xe Mitsubishi Outlander sản xuất năm 2019. Và đây là bản Premium, sử dụng động cơ đó là 2.0. Chiếc xe mang biển tỉnh và về số km thì chiếc xe lăn bánh được là 3,8 vạn. Tới với cửa hàng của Trung Thực Auto thì anh chị hoàn toàn có thể sử dụng linh hoạt các cái gói vay tài chính có thể lên tới là 70% với mức lãi suất ưu đãi đến từ các ngân hàng đối tác của Trung Thực Auto. Thủ tục như thế nào, cần chuẩn bị những gì, anh chị hãy liên hệ ngay để nhân viên của Trung Thực Auto có thể tư vấn giúp cho anh chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe ưng ý với một khoản đầu tư hợp lý. Và với một chiếc xe sản xuất năm 2016 BMW, quý anh chị có thể chỉ cần bỏ ra một số tiền tối thiểu tương đương 3%, đó là khoảng tầm là 230 triệu, khoảng 250 triệu, đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe BMW 218i nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Và chiếc xe mang biển Sài Gòn đã lăn bánh được là 6,8 vạn, và chiếc xe cũng đang được chào bán tại cảng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 725 triệu. Như vậy chỉ cần khoảng ta hơn 700 triệu một chút là quý anh chị đã có thể sở hữu cho mình một chiếc xe đến từ thương hiệu là của Đức và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức luôn, BMW. Và chiếc xe tiếp theo mà Trung Thực Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị đó là chiếc xe Hyundai Santa Fe. Và đây là chiếc xe sử dụng đó là động cơ dầu, và đây là bản Premium sản xuất năm 2020. Chiếc xe mang biển tỉnh và về số km thì chiếc xe lăn bánh được là 2,4 vạn, và đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 1 tỷ 165 triệu. Và tại cửa hàng của Trung Thực Auto đang có rất nhiều những mẫu xe Hyundai Santa Fe, đó có thể là những chiếc xe là form dáng cũ, hoặc đó có thể là những chiếc xe form dáng mới mà sử dụng động cơ xăng hoặc là động cơ dầu. Ngay bên cạnh ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ, và chiếc xe này cũng có năm sản xuất, đó chính là năm sản xuất năm 2020, và chiếc xe lăn bánh được là 3,5 vạn. Chiếc xe mang biển tỉnh và cũng đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 1 tỷ 165 triệu. Hyundai Santa Fe sử dụng đó là động cơ dầu, và đây là bản Premium, đó là bản cao cấp nhất. Ngoài ra thì trong tầm giá khoảng tầm 900 triệu, anh chị cũng có thể đến với Trung Thực Auto để sở hữu cho mình một chiếc xe sản xuất năm 2019 Mitsubishi Pajero Sport. Và đây là chiếc xe sử dụng động cơ dầu, hộp số là tự động và hệ dẫn động đó là một cầu. Chiếc xe mang biển Sài Gòn và lăn bánh được là 3,8 vạn. Và chiếc xe lăn bánh được là 3,8 vạn và đang được chào bán tại cảng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 920 triệu. Và bên cạnh đó nữa thì quý anh chị cũng có thể sở hữu cho mình một chiếc xe sản xuất năm 2019 đến từ nhà Toyota, sử dụng hộp số sàn, một chiếc xe lăn bánh được là 5,2 vạn, chiếc xe mang biển tỉnh Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số sàn, và đang được chào bán với mức giá bán mong muốn là 930 triệu. Và 930 triệu đó chính là mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản máy dầu số sàn sản xuất năm 2019, lăn bánh được là 5,2 vạn với chiếc xe mang biển tỉnh. Còn nếu anh chị vẫn yêu thích mẫu xe Toyota Fortuner nhưng đầu tư tầm tài chính ở mức độ là thấp hơn thì anh chị có thể đến với Trung Thực Auto để có thể sở hữu cho mình một chiếc xe chưa đến 700 triệu sản xuất năm 2016, Toyota Fortuner phiên bản máy xăng số tự động một cầu, và đây là bản Sportivo. Khi anh chị sở hữu những bản Sportivo thì quý anh chị sẽ được thừa hưởng các chi tiết tạo dáng vẻ thể thao khỏe khoắn của những chiếc xe Toyota Fortuner 2016. Và còn rất nhiều những mẫu xe đang được bày bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Và Trung Thực Auto thì có đủ điều kiện cơ sở vật chất để quý anh chị có thể là kiểm tra, đánh giá chất lượng những chiếc xe, kể cả là tối muộn. Và với mỗi một chiếc xe được bán ra thì Trung Thực Auto luôn luôn cam kết với quý anh chị bằng văn bản có giá trị pháp lý về chất lượng, đó là những chiếc xe không đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis, không ngập nước, và đó là chiếc xe minh bạch mặt giấy tờ, không cầm cố, không thế chấp, và thậm chí là không phạt nguội. Và một chiếc xe đến từ nhà Mitsubishi Outlander sản xuất năm 2020 là chiếc xe tiếp theo mà Trung Thực Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị.
Nếu anh chị là chủ sở hữu tiếp theo của chiếc xe này thì anh chị sẽ được thừa hưởng một gói phụ kiện đã được chủ cũ trang bị tương đương với trị giá khoảng tầm là 70 triệu đồng. Đó là các tính năng an toàn giúp chúng ta có thể tự tin để cầm lái chiếc xe này. Chẳng hạn như đó là màn hình HUD, HUD kính giúp chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát tốc độ của xe mà không bị mất tập trung. Rồi là hệ thống cảm biến Absolute, camera hành trình, cam 360 độ. Và tất cả những gói phụ kiện này đã được trang bị theo chia sẻ của chủ cũ đó là lên tới khoảng tầm là 70 triệu và 848 triệu. Đó chính là mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với chiếc xe sản xuất năm 2020 Mitsubishi Outlander, sử dụng động cơ là 2.0 và đây là bản Premium. Và đây là chiếc xe Chevrolet Trailblazer sản xuất năm 2018, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, lăn bánh được là 7,3 vạn mang biển tỉnh và đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 779 triệu. Một chiếc xe đến từ nhà Toyota là chiếc xe tiếp theo mà Trung Thực Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị. Điểm đầu tiên mà quý anh chị có thể nhìn thấy đây chính là một chiếc xe Toyota Fortuner có với là sản xuất năm 2020, form dáng mới. Đó chính là sự thay đổi về cụm đèn pha, mặt ca lăng và cũng như là tính năng an toàn, hệ thống cảm biến góc được trang bị cho những chiếc xe sản xuất 2020, form dáng mới. Đây là chiếc xe sử dụng động cơ dầu, hộp số là tự động, hệ dẫn động đó là một cầu và đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán muốn là 1 tỷ 090 triệu cho một chiếc xe làm mang biển tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu và lăn bánh được là 3,7 vạn. So với nguyên bản thì chiếc xe đã được trang bị thêm đó chính là màn hình Android cũng như là camera hành trình, phim dàn kính cách nhiệt. Như vậy quý anh chị có thể thấy việc sở hữu những chiếc xe đã qua sử dụng tại cửa hàng của Trung Thực Auto, anh chị sẽ được thừa hưởng các cái gói giá trị, đó có thể là nội thất, đó có thể là bảo hiểm đã được trang bị cho những chiếc xe của mình. Đấy cũng là một cách để mà chúng ta là tiết giảm về mặt là chi phí. Và một chiếc xe Toyota Fortuner sản xuất năm 2017 sử dụng động cơ xăng, hộp số là tự động và hệ dẫn động đó là một cầu là chiếc xe tiếp theo mà Trung Thực Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị. Chiếc xe đang được chào bán tại cảng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 828 triệu. Một điểm chúng tôi muốn chia sẻ với quý anh chị về chiếc xe này đó chính là một chiếc xe sản xuất 2017 và tại thời điểm hiện tại thì chiếc xe là vừa được chủ cũ là thay lại một bộ là dàn lốp mới. Đây cũng chính là một chi tiết mà giúp cho anh chị có thể là gia tăng thêm cái giá trị khi sở hữu chiếc xe này tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Hệ thống cảm biến Absolute cũng đã được trang bị cho một chiếc xe Fortuner, máy xăng, số tự động, một cầu 2017, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, 828 triệu. Đó chính là mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với chiếc xe Toyota Fortuner sản xuất năm 2017. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã luôn đến với những video giới thiệu, báo giá và chào bán những chiếc xe đã qua sử dụng gầm cao tại cửa hàng của Trung Thực Auto có địa chỉ tại 495 đường Hoàng Quốc Việt. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị trong lần giới thiệu và chào bán xe tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.